Thưa thầy, là cái hình thức chùa online thì nó cũng đã có từ lâu rồi, thì con không biết là thầy có ủng hộ cái hình thức này hay không? Về phương diện giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cá nhân tôi đó thì hoàn toàn ủng hộ hình thức chùa online. Lý do là như thế này: trên toàn nước Việt Nam hiện nay đó chỉ mới có 18.447 ngôi chùa. Đất nước Việt Nam đó, khoảng 93 triệu dân, và do đó đó nếu mở hết tất cả các cửa chùa tại 63 tỉnh thành đó, chúng ta cũng không thể nào đủ sức để dung chứa cho các cái hoạt động về học Phật, tu Phật, làm Phật sự, làm thiện sự và gắn kết Phật giáo với cuộc sống qua các hoạt động văn hóa, xã hội và giáo dục. Chính vì thế sự ra đời của chùa online đó là một nhu cầu rất là cần thiết để bổ túc vào cái phần số lượng chùa đang rất là thiếu hụt ở tại Việt Nam. Và hơn nữa đó thì trong bối cảnh xã hội đó, chúng ta biết là giới trẻ đó, giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân rất là bận rộn với cái công việc thường nhật của họ, cho nên sau giờ tan việc đó trở về nhà đó thì hầu như là họ chỉ còn có vài tiếng để sinh việc cá nhân và gia đình. Do đó đó họ có thể tận dụng chùa online ở bất cứ nơi nào mà họ có thể thu xếp được công việc, và do vậy đó cái giá trị tinh thần từ chùa online mặc dầu không bằng trực tiếp là đến chùa vật lý nhưng mà vẫn có thể đáp ứng được, còn hơn là không có một hình thức nào để đáp ứng cho cái sinh hoạt mà thời đại công nghiệp 4.0 đang trở nên làm cho người ta phải gọi là đấu tranh với thời gian, vất vả với thời gian, cho nên chùa online là một nhu cầu không thể thiếu. Vậy thì cái việc mà đi chùa mà đến tận chùa thì nó vẫn là tốt hơn so với đi chùa online đúng không? Tôi phân ra hai nhóm đối tượng. Thứ nhất á, là cộng đồng Phật tử hoặc là những người yêu quý mến đạo Phật có thể quản trị thời gian, và thời gian không phải là quá khan hiếm đối với họ. Và do vậy đó thì những thành phần đó đó, lời khuyên của tôi là tốt nhất vẫn phải đến chùa. Đến chùa mà không chỉ là lại Phật, thắp hương và cầu nguyện đi về, mà đến chùa để thực tập. Thì thông thường các chùa bây giờ đó vào mỗi buổi tối từ 6:45 cho đến 7:30 có một khóa kinh. Một số chùa khác thì có thêm thời ngồi thiền khoảng 15 cho đến 20 phút. Và nhiều chùa đó thì tổ chức chương trình tu học vào ngày Chủ nhật. Đó là cái thời gian mà người ta không phải bận rộn với cái công việc hành chánh, làm việc hoặc là của chính phủ hay là các cái tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế, các tổ chức kinh sự. Như vậy thì những thành phần đó đó nên quản trị thời gian một cách thông minh để có thể trải nghiệm chùa thực tiễn, để có những cái sinh hoạt thực tiễn, để trải nghiệm được những niềm vui và giá trị thực tiễn. Còn đối tượng thứ hai đó, như tôi nói đó, là họ đi làm xa, họ sống ở trong những cái khu vực mà chưa có chùa, hoặc là giả sử có chùa nhưng mà họ không thể nào quản trị được thời gian để đến những cái chỗ đó, thì bất đắc dĩ họ phải sinh hoạt chùa online. Thì đối tượng chùa online này là không thể thiếu, và do đó đó ai thu xếp được thì nên đến chùa thực tiễn. Còn trong thời gian ngắn và thời gian 3 tháng, 5 tháng vì cái công việc không cho phép họ dành thời gian đi đến những cái chỗ khác thì chùa online là một loại hình sinh hoạt tâm linh thay thế, nhưng dĩ nhiên không thể có giá trị ngang bằng như là cái không gian chùa thực tiễn về phương diện vật lý. Vậy thì thầy có lo ngại cái việc là người ta đi chùa online thì đánh mất đi những cái giá trị mà của việc đi chùa thực tế đem lại không? Tôi không lo lắng việc đó, vì tôi có kinh nghiệm về cyber. Từ năm 2000, tức là cách đây 18 năm, thì tôi là người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam ở trong nước thành lập ra trang web Đạo Phật Ngày Nay.com. Và đồng thời tôi có thêm trang web thứ hai đó là Tủ Sách Phật Học.com, nhằm tạo điều kiện cho mọi thành phần xã hội của Việt Nam, ở trong nước Việt Nam cũng như ở nước ngoài, có cơ hội tìm hiểu về nền minh triết của Phật giáo. Cho nên tôi thấy rõ giá trị của việc tìm hiểu online, bởi vì không phải ai cũng có đủ cái cơ hội để đến chùa được. Thì trải qua 18 năm thì hiện nay thì hệ thống cyber của chùa Giác Ngộ thì có đến 5 trang web và 14 Facebook, cũng như sắp tới thì mở thêm mạng xã hội MySpace. Thì càng có nhiều cánh cửa cyber online thì quần chúng sẽ tiếp cận trong những cái thời điểm mà họ rảnh, đang khi lúc đó chùa thì đã đóng cửa. Cho nên các Facebook của tôi đó thì hoạt động 24/24.
Thì mỗi một Facebook á, tôi có khoảng 3 đến 4 người quản trị, chia ra ở trong nước và nước ngoài. Như vậy những người sống ở nửa vòng trái đất so với Việt Nam, muốn vào Việt Nam đó, thì họ vẫn có thể trải nghiệm được những cái sinh hoạt ở trên Facebook mà họ cảm thấy là thích hợp. Thì tương tự chùa online cũng nên hoạt động 24/24 để phục vụ cho hai nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng A vào ban ngày đó thì ở bên kia là ban đêm, nhóm đối tượng B ban đêm đó thì bên đây là ban ngày. Thì như vậy chùa online sẽ đáp ứng được đang khi sức khỏe của con người và cái không gian chùa thực tế không thể hoạt động 24/24 được. Do đó tôi không lo sợ về những cái mất giá trị đối với những cái ngôi chùa vật lý thật. Và như tôi đã nói đó, đây là một cái sự bổ sung rất là cần thiết về nhu cầu đời sống tinh thần không thể thiếu. Đang khi đời sống vật dục của con người ngày càng được tăng trưởng đó, thì con người dễ dàng trở nên thiển cận và mỗi người đã trở thành như là nửa cái máy rồi. Và do đó nếu không cân bằng đời sống tinh thần, bên cạnh những cái căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, mệt mỏi, rồi đối đầu và nhiều cái thách đố khác đó, thì tôi nghĩ rằng là chùa online sẽ trở thành một người bạn đồng hành về tinh thần để giải quyết được các vấn nạn đó. Tuy nhiên tôi vẫn cảnh báo rằng đó là các bạn sử dụng chùa online, tham dự vào các cái dịch vụ chùa online là không thể gọi là xem nó ngang bằng như là chùa vật lý được. Cho nên đó là mỗi khi nào có thể quản trị được thời gian, quản trị được công việc đó, thì các bạn nên có mặt ở tại các ngôi chùa vật lý để thấy rõ được cái giá trị nó cao hơn rất nhiều lần so với chùa online. Dạ. Vậy thì chùa online nó vẫn có những cái giá trị rất là tốt của nó. Vậy thì làm sao để phát huy hết được những cái giá trị của nó? Để phát huy được chùa online đó, thì những người có chủ trương về chùa online đó cần phải nắm rõ được 4 nội dung sau đây. Thứ nhất đó, là chùa online hoạt động 24/24, 7 ngày trên 1 tuần, 365 ngày trong 1 năm. Và do vậy đó thì cần phải có một cái đội ngũ quản trị ở trong nước và nước ngoài. Như vậy đó thì cái lượng thông tin được cung cấp vào trong chùa online, lượng các hoạt động được giới thiệu trong chùa online đó, nó phải nhiều hơn là các sinh hoạt thường nhật xảy ra tại các chùa. Điều thứ hai đó thì việc mà chúng ta chọn lựa các cái loại hình hoạt động, chẳng hạn như là tụng kinh online, ngồi thiền online, học và Phật pháp online, rồi sinh hoạt online, chúng ta phải chọn lựa hết sức là hữu ích, ngắn gọn, cô động, xúc tích và hướng đến các cái giá trị hữu ích cho những người tham gia, chứ không phải cái gì chúng ta cũng đưa vào trong đó. Giống như là những cái trang web về thông tin, trang web thông tin là người ta cứ nghĩ là câu view nó là chính, đạt được view, thậm chí là bán view. Còn ở đây là chúng ta là phục vụ các giá trị tinh thần cho những người quá bận rộn. Cho nên cái ưu tiên về nội dung được chọn lựa là rất là cần thiết. Điều thứ ba đó, thì trong sinh hoạt online đó, thì chúng ta cũng phải cần có những cái tương tác trực tiếp, đó là thầy chủ trì hay là các tăng ni tại các ngôi chùa vật lý chủ trương về chùa online, hoặc là những người tham gia nhóm chùa online dầu không có tăng ni tham gia thì cũng nên tạo điều kiện mời các tăng ni để tương tác trực tiếp về mạng truyền trực tiếp, chẳng hạn như là sử dụng hệ thống Google Plus hoặc là YouTube hoặc là Facebook, gắn kết bằng một cái kỹ thuật nào đó để chơi cái trang chùa online đó có thể có cái tương tác, thậm chí giảng xong đó thì có thể tương tác bằng những cái câu hỏi để cho các tăng ni có kinh nghiệm về lĩnh vực này có thể chia sẻ trực tiếp cho những cái thắc mắc mà những người đi chùa online đó có thể được tháo mở và được lệ lạc. Và điều cuối cùng đó, thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là ý thức, là tự giác của những người tham gia chùa online. Nếu như các thành viên tham gia chùa online tham dự đó với tư cách là gì, đang nằm ở trên giường liên quan hay là võng, và thậm chí họ đang ở trong nhà vệ sinh, thì rõ ràng là cái giá trị tâm linh và tinh thần ở trong trường hợp này là không thể nào đạt được trọn vẹn. Cho nên đến lúc mà khóa kinh online thì họ cũng cần đó là mở máy chiếu hay là iPad, laptop, desktop, hoặc đơn giản nhất là một cái điện thoại thông minh, thì họ cũng phải ngồi tĩnh tọa. Nếu đó là thời thiền thì họ phải ngồi tĩnh tọa thiền. Nếu đó là thời tụng kinh thì họ cũng phải tĩnh tọa tụng kinh. Nếu đó là một cái buổi thuyết giảng thì họ cũng phải chú tâm nghe. Còn nếu đó là một cái buổi thưởng thức văn nghệ Phật giáo đó thì họ có thể thoải mái hơn. Như vậy chúng ta phải hiểu là trong hoàn cảnh nào, tình huống gì thì cần đến sự trang nghiêm, giống như là những người đang thực tập trực tiếp ở tại chùa.
còn trong cái nội dung gì, với cái sinh hoạt nào thì họ có thể được thoải mái, là đang ở trong nhà vệ sinh, đang tắm rửa, đang làm bếp núc, đang sinh hoạt gia đình, thậm chí là đang trông con, đang lau nhà, quét nhà, thì họ có thể thoải mái trong cái tư thế hoặc đi, đứng, nằm, ngồi. Còn những cái hoạt động nào mà nó cần đến sự trang nghiêm á, thì họ cũng cần phải có cái hiểu biết về văn hóa Phật giáo đó để dự vào cái không gian đó, mặc dù có khoảng cách về vật lý, nhưng mà giá trị tinh thần mà họ đạt được á, trong sinh hoạt online này đó, vẫn đạt được giống như những người có mặt ở tại chùa. Dạ, thì chùa online mở ra nó cũng có những cái hay, nhưng bên cạnh đó cũng có những cái rủi ro là những người dùng sẽ bị những cái người không tốt lợi dụng. Thì làm sao những người tiêu dùng, những người dùng cái trang web này làm gì để tránh những trường hợp như vậy? Để làm cho chùa online nó phát huy được cái tác dụng, lợi ích và các giá trị cho những người bị bận rộn và khó có thể quản trị được thời gian đó, thì tôi cho rằng đó họ phải tạo thành những cái nhóm. Và những nhóm đó thì dĩ nhiên là tương tác sau một thời gian thì chúng ta biết rằng là đâu là người tốt, đâu là người lợi dụng, đâu là người chống phá. Và cái quyền tự do của người khác bằng cái quyền tự do mà hầu như là trên mạng người ta có thể dùng là nickname ảo, rồi những cái thông tin ảo, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vô cáo, vân vân. Thì trong trường hợp đó đó thì chúng ta cũng cần phải tận dụng những cái trang mạng xã hội hoặc là những cái phần mềm có cái chức năng để quản trị. Thì đối với những người lợi dụng, quậy phá, xuyên tạc, nhận định xấu, teta xấu á, thì chúng ta phải có những biện pháp chế tài, chứ không nên mà tạo một cái sự tự do 100%, vì như thế là nó sẽ làm gọi là chán nản, thất vọng và mệt mỏi những người mà người ta có nhu cầu sinh hoạt rất là cao quý, do vì thiếu cái thời gian thôi, hoặc là trong cái môi bối cảnh không gian mà họ không thể gọi là có mặt được. Cho nên tôi nghĩ là phải có một sự nối kết giữa cái ban quản trị của chùa online với những thành viên tham gia trong cái sinh hoạt online này, để giúp đỡ cho các thành viên đó phát huy được cái thời gian tốt nhất, cái không gian online tốt nhất, để tâm của họ được bình an và các cái giá trị cao quý họ có thể đạt được trong sinh hoạt này. Cái việc chùa online này á, nó có góp phần giúp cho đạo Phật của mình được lan tỏa nhiều hơn nữa mọi người. Tôi nghĩ đó là điều chắc chắn. Tôi đưa một ví dụ như tôi có tất cả là 14 Facebook của bản thân và của các sinh hoạt thuộc về chùa Giác Ngộ. Thì riêng Facebook Official Thích Nhật Từ đó, thì mỗi một ngày đó trung bình có 150.000 người truy cập. Riêng vào ngày Chủ Nhật đó, thì có khoảng gần 200.000 người truy cập. Thì đang khi ở chùa tôi đó, với diện tích 800 mét vuông, rồi 7 tầng lầu và 1 tầng hầm á, cái sức chứa nhiều nhất trong những cái ngày lễ lớn đó là được 1.100 người thôi. Thì so với 150.000 người vào những cái ngày thường, hay là 200.000 người vào những cái ngày Chủ Nhật á, thì rõ ràng cái số hiện thực đó là ít hơn nhiều so với cái số mà đang theo dõi online. Chính vì thế đó là hiệu quả truyền thông của sinh hoạt chùa online nói chung và các cái hoạt động tâm linh Phật giáo á, thông qua các cái trang mạng xã hội nói riêng là rất lớn. Lớn đến độ là chúng ta không thể hình dung được. Và ở đây đó chỉ cần mình có cái kiến thức quản trị, rồi có kiến thức tận dụng về các cái trang mạng xã hội miễn phí đó, thì hầu như là chúng ta mang lại lợi lạc cho rất nhiều người Việt Nam ở hải ngoại thuộc năm châu lục trên 175 quốc gia, và cộng đồng người Việt Nam đang có mặt khắp nơi ở 63 tỉnh thành đều có cơ hội đồng đẳng tham dự vào cái thời điểm và không gian sinh hoạt đó. Cho nên tôi cho rằng đó, chúng ta có một phước báo mới trong thời kỳ kỹ thuật số này, thì các chùa, các tăng ni trẻ nên tận dụng một cách tối đa để phát huy mô hình chùa online. Nhờ đó chúng ta cống hiến được cho cuộc đời, và nhất là những người hữu duyên có thể tận dụng được phước báo này để trải nghiệm được những giá trị, mặc dù không đạt được 100% như người có mặt trực tiếp, nhưng theo tôi đó ít nhất cũng đạt được 60-80%. Hiện giờ thì các trang online nó có một cái chuyên mục đó là thờ cúng ông bà cũng như là cầu siêu cho những người xấu số. Thì những cái này thì cập nhật thông tin vào thì trang đó sẽ cho rằng là sẽ được cầu nguyện, thì theo thầy là nó có hiệu quả hay không? Về vấn đề cầu nguyện đó thì chúng ta phải hiểu về bản chất đó, nó là một sự trấn an tâm lý, nó không thay thế bằng các hành động thực tiễn được. Tôi nói ví dụ như khi một người bệnh đang cần đến cái sự hộ niệm để giải tỏa các cái ức chế tâm lý như là tâm lý sợ chết, rồi tâm lý sợ chia ly, rồi tâm lý sợ bị bệnh,
rồi tâm lý sợ mất mát, tâm lý sợ tốn tiền, tâm lý sợ những cái tổn thất về quan hệ gia đình và xã hội, thì việc cầu an online không thể nào có giá trị ngang bằng như là cầu an trực tiếp ở giường bệnh. Thì ở bên giường bệnh á, thì người cầu an ở đây đó là tăng ni có kinh nghiệm, cộng theo một ban hộ niệm đến để giải tỏa tâm lý, làm thế nào để cho người đó rũ bỏ hết tất cả những cái tâm lý chấp nhất, sợ hãi, bất an, và phải tương tác bằng những cái câu hỏi đáp trực tiếp để cho người đang bị bệnh, người đang hấp hối đó, họ hiểu được, họ được quan tâm, họ được chăm sóc, họ được giải tỏa. Thì lúc đó đó, cái trạng thái an ở họ mới thật sự được diễn ra. Và bên cạnh đó đó, thì thăng bằng quyến thuộc của người đang có nhu cầu cầu an này cũng được lợi ích tương tự. Thì tương tự đối với cái khóa lễ cầu siêu. Khóa lễ cầu siêu thì nó có hai tình huống cầu siêu đang trong thời điểm tăng chế được diễn ra. Ví dụ như là lễ nhập liệm, rồi là lễ cúng cơm, lễ cầu siêu trong suốt thời gian hoàng hương linh ở tại nhà hoàng, nhà tăng lễ hay là tại tư gia, thì cái khóa lễ cầu siêu trực tiếp đó nó có cái tương tác trực tiếp, rồi có hướng dẫn trực tiếp, rồi có cái hỗ trợ trực tiếp đó, thì tôi nghĩ rằng là giá trị nó rất là lớn, lớn cho cộng đồng, lớn cho gia đình của gia chủ. Còn đang khi tổ chức một cái khóa lễ cầu siêu online đó thì cái tác dụng nó chỉ là gián tiếp thôi, lời lạc nó không nhiều lắm. Cho nên á, chúng ta cũng không nên gọi là tận dụng tối đa cái online để mà đánh mất đi cái cơ hội để cho mọi người gọi là có mặt trực tiếp ở tại một cái khóa lễ. Như tôi đã nói, trong trường hợp bất đắc dĩ cái nơi cầu an và cầu siêu đang diễn ra là không có chùa, hoặc là có chùa mà không có tăng ni, hoặc có tăng ni nhưng mà không có điều kiện để mà đi đến được, thì lúc đó bất đắc dĩ chúng ta mới thay thế bằng hình thức online. Chứ còn nó không thể nào thay thế với ý nghĩa và giá trị ngang bằng như là cái hoạt động thực tiễn đang diễn ra ở tại một địa điểm trong một cái không gian và thời gian nhất định. Thì nói tóm lại thì giá trị của cầu an, cầu siêu online là có, nhưng đó là rất giới hạn. Và do đó mỗi khi nào có thể thu xếp được, quản trị được thời gian và công việc, thì tôi vẫn khuyên các quần chúng Phật tử cũng như là những người yêu quý mến đạo Phật đó, nên đến chùa trực tiếp, hoặc là thỉnh mời các thầy, các sư cô, ban hộ niệm đến địa điểm trực tiếp mà mình đang có mặt để làm lễ cầu an và cầu siêu. Thì lúc đó đó, tôi tin rằng là cái sự trị liệu tinh thần, trị liệu cảm xúc, trị liệu tâm thức cho người già, người bệnh, người hấp hối, người chết đó, mới đạt được cái giá trị tích cực như chúng ta trong đời.